Nhi trầm tư với mày Phải làm đối tác rồi hả? Mày thôi nha Không kiếm chuyện thật của tao nữa nha Nó thích làm đường mày cứ cho nó thích Mày phạt nó riết cái nó thành Ao ao như mày chắc có nước loạn lên hết quá Cái gì cũng phải từ từ Cái gu của thằng Hoàng là nhẹ nhàng lãng mạn Phản quan Thôi buổi thực tế phải nhanh gọn lẹ đã mất thời giờ Công việc là đây đó Thời gian đầu tương tư nhớ nhung ai biết Rồi quay qua quay lại mấy thằng lẹ miệng như tao rinh mất tiêu Lúc đó đứng đó là khóc nữa Ủa sao mình chưa nói nè <laughs> Lẹ như mày mới ghê Mới gặp con người ta tích tắc Chưa biết ớt giáp gì Mở đài tán thấy thương Thằng này có một bài xài hoài à Gặp em nào cũng mở đài phát đúng một bài Mà lâu năm chưa kịp bổ sung đến chính Tao thì thuộc như cháu Nghe phát bệnh luôn Vậy mà mấy em xúc động mới ghê chứ Bài tán cái của tao là thuộc dạng kinh điển rồi, Khỏi cần bổ sung gì hết Mai mốt tao chết In thành sắp Tao truyền cho hậu thế Mày thấy không? Mấy gái nghe rào rào thấy mê không? Vậy mình mình có hai bạn Bớt qua Tao dở vụ này nhưng giỏi vụ khác Tại tao chung thủy nên thù dai thôi Mày chung thủy với tiền thì có Mà thù dai với tình nữa chứ Ờ Yeah, yeah. Tao kiếm Anh <laughs> ừ. hiếp tao Tao sẽ lưu tâm chuyện tình cảm của thằng Hoàng Nếu như nó yêu người ta thiệt tình <laughs> Tao với mày sẽ tìm cách đá bọc hậu đá lót cho nó Nhưng nói thiệt nha Đàn bà con gái khó tin lắm á Giá lại người ta còn cái danh hiệu Á Hậu nữa Á Hậu thì sao Hai mày y như nhau à Đúng là một Phường nhắc cái Bộ Á Hậu không thấy tim mà Lâm Đường đẹp, tài năng Cho dù không có danh hiệu Á Hậu đi nữa Đương nhiên lúc nào tao cũng mong mỏi cho Lâm Đường Gặp được tình yêu với một chàng trai nào đó xứng đáng Quan trọng ai là chàng trai xứng đáng à Tao ơi. Tao thì tài năng tạm tạm Nhưng mà nhắn sắc bớt quá Không ổn Không <laughs> <laughs> Nghiền không, <cười> <Nghe> <cười> không? <cười> ít xấu trai tao tài năng tao nhưng mà kẻ cái á là chùm sò á <laughs> với ai, hận tình đen bạc á. bi kịch lắm trong đây chỉ có ông hoàng á là tạm ổn với mọi mặt thôi thôi đi mày làm như cả nước này có ba đứa mình là con trai vậy có ba triệu thằng đi nữa mà cứ suy nghĩ u ám nhát cái tụi bay á thì mấy nàng còn cô đơn dài dài bởi vì mới ngã vô vòng tay mấy đại gia ngã vô vòng tay mấy cha ngoại quốc trời đất ơi lúc đó chê trách con gái người ta mê tiền tao hỏi mày nè Lương cao như là em Lâm Đường á Liệu có còn cần tiền nữa không Mày nói nghe chứ lỗ tai quá Làm như mày hiểu mấy cô này dữ lắm Hiểu sao không hiểu Tao coi như em họ là người mẫu nè Nó cứ than tao hoài à Nó nói bây giờ chẳng lẽ em đi tấn công tụi anh trước Rồi nói anh ơi yêu đi yêu đi Nó nói á, là chính mấy anh trai tụi mình nè à, Là loại tụi nó ra khỏi tầm mắt trước chứ bộ Ê Hay mày làm mai của em họ người mẫu mày cho tao đi Nó có chồng rồi Nó lấy ông lão Việt Kiều hơn nó 22 tuổi mà chính cái thằng người yêu từ thời học trung học với nó Chủ động chia tay nó Ngay sau khi đoạt danh hiệu gì đó bên người mẫu đó. Thằng nào ngu thiệt Đúng là không có bản lãnh Mà có phải là thằng đó nó bỏ em mày không Sao tao nghĩ em hỏi mày bỏ người ta quá Mày riết lúc nào cũng suy nghĩ u ám Phụ nữ là dễ thương nhất trên đời Tuyệt diệu nhất trên đời không? không? Ôi, ôi, Nó si tình thiệt rồi à, <laughs> Chọc u mắt ôi mày bây giờ ơi, <laughs> hiểu, hiểu ơi. À. À, Chị Hằng Anh Tài Chờ chị anh. lâu quá Chị ngồi đi hai chú á mai mốt mà có lấy vợ phải nhớ kiếm tôi tôi sẽ dạy cho hai chú cách á làm thế nào về nhà để vợ phải nghe lời mình sư phụ nè dạ <laughs> mai mốt có chuyện gì em tới hỏi anh đó nghe à nhớ ngàn nhớ ngàn dạ nhớ chứ làm sao mà tụi em quên được dạ đúng rồi <laughs> xin phép Dạ anh cứ tự nhiên Dạ dạ à, Thôi được để tôi lo <laughs> Anh Tài nói nghe cũng phải Cậu thiệt à, Xin lỗi Alo Em đang ở đâu đó? Em đang đi ăn trưa với đầu mối Đầu mối nào? Thì cái vụ kiếm vợ cho thằng Hoàng đó Ờ Mà đi ăn vậy lỡ gặp người quen á người ta hiểu lầm thì sao gì mà hiểu lầm đi tới chỗ đông người chứ có phải chỗ vắng vẻ đâu mà hiểu lầm với lại em đi tới ba người lần chứ bộ À, thì à, anh vẫn dọn vậy thôi chứ có gì đâu chứ sao hồi trước đi ăn chiêu đãi đối tác anh không sợ hiểu lầm à, tại vì à, mấy lần đó em có báo cho anh biết trước bữa nay đột xuất thằng hải nó mới báo nên em vội quá không có kịp điện thoại cho anh Ủa, mà anh đang ở đâu vậy? Sao tự nhiên bữa nay đột ngột điện thoại như kiểm tra em vậy? Có chuyện gì sao? À thì à, lâu lâu nhớ vợ rồi à, gọi điện thoại hỏi thăm vậy thôi, chứ có gì đâu. <laughs> anh không tin thì tới đây kiểm tra đi. Không có, anh đang ở xa lắm. Thôi nha. Suốt ngày mai mối cho thằng em chuyện lán xẹt làm mình á cũng lãng theo luôn cũng may mà nhanh trí nói mình đang ở xa à. ủa hmm. <laughs> tôi nhìn thấy hình à, hai đứa con anh chị tân rồi đứa nào á cũng à, cao lớn đẹp đẽ như là thúy dân thúy kiều vậy đó thì à, ảnh chị trước đây cũng đẹp đẽ cao lớn mà nè hả chị tân á bà biết không hồi trước á là qua khu trừ gia long á hèn chi nhìn hình á con sumi con chị á thì rất tay rất hiện đại còn hình con em con subi á thì có vẻ hiền dịu hơn nghe chị tân nói á nó tốt nghiệp nhạc viện à, tối thì đi đến đàn ba ngày á thì nó học để lấy bằng thạc sĩ á. Nói tóm lại là bây giờ bà kết cô nào? Tôi thích gương mặt dốc dáng của cô em và nghề nghiệp của cô chị. Trời ơi, sao bà tham dữ vậy? Nhưng mới thấy hình á thì chưa đủ. Tôi đang nghĩ cách gặp mặt cô sao đã? Thì bà cứ từ từ để thưa thưa một chút. Bà mà tới nhà anh chị Tân hoài á, người ta xin nghi cho mà coi. Tôi biết rồi mà. Bởi vậy mới đang nghĩ cách. Ông không giúp thì thôi, đừng có cản. À, để tôi kêu Linh Lan bàn bạc với nó. Con nhỏ này coi vậy mà có năng khiếu ba cái vụ này lắm. Linh Lan! Linh Lan à! Nè, nè, Ủa, nè, 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 bà. Nói đâu mà không trả lời kìa. Nè! Hồi nãy tôi thấy nó dắt xe, nó đi đâu đó. Không biết giờ nó đã về chưa còn kêu. À, tôi quên Tôi kêu nó ra nhà sách để ký mua hình Hình gì? Bí mật Tối mai ông sẽ biết Nữa Chiêu gì nữa đây Sao tôi thấy tội nghiệp cho thằng Út quá bà Anh chào chị dạ, tôi ra ngoài ạ. À. Dạ mời anh. Anh đã bàn bạc kỹ gia đình chưa ạ? Dạ rồi. Má tôi nghe chuyện mừng lắm đó chị. Dạ. Tôi thì nghĩ nếu nhà tôi có được em Hoàng làm rể thì phúc đức lắm đó. Dạ. Nhưng mà cô em gái nhà tôi nó cũng ghét chuyện mai mối như cậu Hoàng vậy. Dạ. Tôi định bàn với chị là Dạ. Yeah. Tôi xin phép được lên lầu 6. Dạ yeah, mời bà. Đúng rồi đó con. Con vô đi. Vô đi. Sao con run quá bà ơi. Thì làm như là người giao hoa vậy đó. dạ chào chị xin lỗi chị gặp ai em muốn gặp chị sumi á chị sumi dạ. hả rồi được rồi để em gọi máy nha chị chờ chút xíu nha dạ dạ em chờ được mà trời ơi con gái việt nam đâu có thua gì con gái ngoại quốc đâu dạ chị dạ. em á em là người vô qua Bà ừ. em tặng qua cho chị, em chuyển qua cho chị. Chị Sumi đẹp quá. Em đi nghe chị, chào chị. Ơ ừ, chị ơi. Ủa sao tự nhiên có bà nào tặng qua cho mình vậy? Chắc là chị lộn rồi. Thôi mình vô nha. Dạ. Nếu dự án của mấy em thực hiện được thì sẽ giải quyết được những khó khăn lớn nhất mà lâu nay tụi chị không gỡ được, đó là việc làm cho người khuyết tật. Nói thiệt, nghe mấy em trình bày chị mừng lắm. <laughs> tụi em chỉ đề xuất ý tưởng đây chỉ mới là trong giai đoạn tìm hiểu khảo sát tính khả thi thôi tới lúc triển khai thực hiện cũng còn lâu có khi cuối cùng ý tưởng cũng không được công ty chấp thuận nữa nên chị cũng khoan thông tin gì dội chị biết chứ bên chị tiếp nhận nhiều dự án tới giờ chót bị trục trặc phải hủy bỏ hoài chứ gì nhưng theo kinh nghiệm lâu năm của chị ý tưởng dự án của tụi em rất hợp với người khuyết tật và khả năng thành hiện thực rất cao chị nói như vậy là động viên tụi em nhiều lắm đó. chị nói thiệt tình đó chị nghĩ là nếu như các em mà gặp khó khăn trong chuyện xin vị trí đặt kiosk ốt ở các khu công cộng thì báo cho chị biết chị nghĩ là bên chị có thể gửi công dân qua thành phố xin dễ hơn vậy thì hay quá đúng là tụi em đang gặp khó khăn ở một số công viên lớn và cây xăng trung tâm chắc tụi em còn gặp gì hoài quá dạ xin phép chị chào à, chị chào em dạ. Tôi không ngờ ý tưởng của mày là có hiệu quả tốt đẹp vậy á khoan hẳn mừng còn nhiều khó khăn lắm đó chưa chắc gì ông tổng giám đốc của lâm đường đồng ý gắn thương hiệu sản phẩm của ổng với người khuyết tật đâu tao đang lo mình đã gây hy vọng lớn lao cho người ta mày lúc nào cũng lo xa quá mức à. nhưng mà mày nói cũng có lý bởi vì tổng giám đốc của lâm đường không phải là người châu âu mà ổng là người tây á sao mày biết bị mệt trong tình đối tác có tình ta ê mày đừng có nói là mày với lâm đường ờ thì cũng gần gần đâu đó thôi mà người tây á thì sao cũng là con người cũng biết hướng thiện cũng biết cái nào có lợi cho thương hiệu của mình chứ vấn đề là tao với mày chưa bao giờ tiếp xúc và hiểu người tây á như thế nào cả về phong tục tập quán và những điều tối kỵ Tao nghĩ nếu ông ta là người đạo hồi Tao tự hỏi sẽ trình bày ý tưởng với ông như thế nào để được chấp nhận Thì vô nhà sách một sách tham khảo Ê, đâu mày biết, ông người nước nào Để tao hỏi lại Lâm Đường Ê, lát nữa đi nhà sách với tao Một mình mày đi nha Tao có hẹn với nàng mới Cô giáo sĩ Trâm Cô giáo sĩ Trâm Mày, À, hay quá ta hôm bữa gặp cô giáo ta cũng thấy khoai khoái tính làm quen chưa gì mày đã <laughs> tao nói với mày rồi thích á thì ra ta cô liền chần chừ kỹ lưỡng cẩn thận như mày á có nước đi đổ vỏ ốc là sao là tao ăn ốc xong mày đi đổ vỏ nè lâm đường á mà mày chần chừ á tao cua một phát là đừng có khóc ha. Ừ. Chưa

dạ mời bà oh. con gái ngồi đàn vậy đẹp bất thường quá bà ơi nhà bà tân xin con gái đẹp quá bà ừ cô em còn đẹp hơn cô chị nữa đó hả đúng rồi á cô này đẹp hơn cô chị á đừng nhìn chầm chầm vậy người ta biết bây giờ dạ hồi nãy con điện thoại cậu út nói mấy giờ cậu út về dạ 9 giờ vậy chút người ta bưng nước ra uống lẹ rồi về cho kịp nghe biết rồi tối nay thực hiện vụ hình luôn hả bà ừ không <laughs> thể chậm hơn được nữa <laughs> ừ. Ủa? Má với Linh Lan đi đâu mới về vậy? Mới đi shopping về ừ. Con coi Má mới mua nè Hình đẹp và dễ thương ghê á Thấy là má mua liền à Bà uống nước ừ. Tuổi tay chụp hình đương nhiên là đẹp hết hồn rồi má thấy mấy đứa bé đó sao dễ thương không quá dễ thương nè tấm này dễ thương ghê má ừ <laughs> nhìn thích không thích chứ thích thì ráng kiếm một đứa đi nói chơi cho vui vậy thôi Đừng có nghĩ má ép thúc con lấy vợ à nha Mà công nhận mấy đứa nhỏ trong hình này thích thiệt Giờ mà có đứa vậy ấm bồng thì còn gì bằng Thôi má thay đồ đi nghỉ đi Con phải đọc cho hết đống sách tài liệu này đó Con về phòng trước nha Lê Lan ơi Dọn giùm túi nha <laughs> nó bắt đầu đề phòng rồi đó Tôi biết rồi Chi phí ra sao Định mức về thêm mặt bằng Điện, nước, nguyên liệu, vận chuyển Dạ thưa tất cả các chi phí đều giảm Anh có thể trình bày chi tiết Vâng Ông Tài trưởng phòng có một bưu kế rất hay Là cả gia đình mình và gia đình ông ấy kiếm cớ đi du lịch cuối tuần ở một nơi nào đó cậu hải lính của con sẽ tìm một nhà nghỉ để như vô tình hai nhà ra đó mới gặp nhau vì quen biết với con nên ông trưởng phòng sẽ mời cả nhà mình ăn tối sau đó con sẽ mời lại bên nhà ông ấy <laughs> như vậy thì cậu út nhà mình và cô út nhà ông ấy có cơ hội ngẫu nhiên quen biết với nhau <laughs> lại có đến mấy ngày trời rảnh rang bên nhau tha hồ mà tìm hiểu <cười> <cười> nghe cũng được đó chứ dạ đây cũng là một dịp để cái nhà mình đi du lịch chung với nhau Cũng hay Nhưng mà đi đâu đây ừ, Thì hai ngày cuối tuần Đi dũng Tàu muối đé gì đó Ờ à, Vậy cũng được á Ghi vô Xí Con có ý kiến Sao mình không đi Đà Lạt Đà Lạt thơ mộng Chữ tình Lên đó Con người ta dễ nảy sinh tình cảm với nhau lắm đó. Được không ta Ừ. Nghe cũng có lý đó má ừ. Ừ. Nhưng mà phải mất 4 ngày Khó thu xếp lắm ờ. Thì đi ba ngày được không? Ờ. nghỉ thứ sáu thôi Ờ vậy đi ừ. Ừ. Để con hỏi ý ông Tài con Ờ hỏi lẹ đi Tóm lại Với dự án việc làm cho người khuyết tật Chúng ta tiết kiệm được 24,6% Chi phí quảng bá cho nhãn hàng mới So với phương án quảng cáo thông thường Hơn nữa Nhãn hàng mới của chúng ta Sẽ được gắn liền với các hoạt động xã hội Vì cộng đồng đây là hướng đi của hầu hết các tập đoàn lớn trên toàn cầu ngày nay cho tôi xin chỉ số nhận biết thương hiệu nếu chúng tôi sử dụng dự án của các anh nó tùy thuộc vào hai yếu tố một là phương thức tổ chức sự kiện cho ngày khai trương các quầy hàng trên khắp thành phố hai là sự vận động ủng hộ người khuyết tật của sở lao động thương binh xã hội chúng tôi sẵn sàng đầu tư tổ chức ấn tượng cho event ngày khai trương đồng loạt nhưng phía các anh có sự tư vấn hay ý tưởng nào cho sở thương binh xã hội không bây giờ chúng tôi chưa thể trả lời ý tưởng cụ thể cho quý vị biết bởi vì còn tùy thuộc bên sở lao động thương binh xã hội nhưng tôi nghĩ nhân dịp dự án chúng ta khai trương có thể dẫn động họ tổ chức tuần lễ vì người khuyết tật trong khắp thành phố tôi đề nghị đổi tên dự án một cái tên nào đó có ý như chính người khuyết tật mang niềm vui đến cho mọi người Cuối cùng, chúng tôi muốn được nghe giải thích về ý nghĩa của logo và màu sắc, kiểu dáng của thiết kế quầy hàng. Phần này do Lý Mạnh Hào trình bày. Xin mời. Vậy hả anh? Dạ, dạ. Rồi, em cảm ơn anh ạ à. ừ. Sao ừ. hả? Sao sao? sao còn? Ông Tài nói sẽ cố gắng thu xếp được. Ông cũng công nhận là đi đà lạt thì dễ đạt mục đích hơn mấy chỗ kia à, yeah. tốt con thì không sao chứ xì sì Trâm xin nghỉ học thì hơi khó ừ kệ lâu lâu gì cậu út nó một lần đi nhưng mà làm sao kỳ này á phải chặn thằng hào lại ừ. nó mà đi theo lên đà lạt á không khéo hư bột hư đường hết á chính xác thì thì má nó đi nghỉ mát trong gia đình không lẽ nó đòi theo đúng rồi đó nhưng thằng hào thằng hiền đứa nào mình cũng coi như là con trai trong nhà nhận nó làm con nuôi rồi bây giờ hợp gia đình nó có quyền đi theo chứ chưa chắc nó rảnh đi đi đâu vắng thằng hoàng nó phải làm bù chứ nhưng tìm cách đề phòng vẫn chắc ăn hơn đúng rồi nhớ cái vụ cô giáo của xì sì Trâm không ừ. linh lan nghĩ cách nào giúp coi linh lan Hả? kìa trời ơi con suy nghĩ sắp ra rồi mà làm con giật mình một cái cái con quên hết trơn rồi, <laughs> Sao rồi, quá? rồi. má giao con con thu xếp với thằng hiền cho thằng Hoàng nghỉ mấy ngày cuối tuần nghe Dạ ừ. ừ. Ê, nói nghe nè Mà, bây giờ mình giấu ba chuyện này luôn nha ờ, đúng rồi Ba biết ba làm bể ờ, ừ. hết á ừ. Cho tụi nó làm quen xong mình sẽ ra. Cái nhà này Từ hỗn rại cứ như là hoạt động bí mật Bí mật gì vậy? Bạn biết tôi nghe coi Dự án có phần chi phí vận động tuần lễ vì người khuyết tật Không biết là sở lao động thương binh xã hội Hay bên công ty Lâm Đường chi ra đây Thường thì bên sở cũng có kinh phí cho những hoạt động này, nhưng mà kỳ này có sản phẩm đi kèm, không biết họ có chịu chi không nữa. Thật ra chi phí này bên công ty Lâm Đường đã sẵn sàng bỏ ra rồi, chỉ là thận trọng hỏi lại kỹ lưỡng vậy thôi. Chuyện này chỉ là bước nhỏ xíu cuối cùng. Dự án đã xem như qua bước khó khăn nhất rồi đó. Ông tổng giám đốc, cơ bản đã ok. Vậy là mình có thể ăn mừng được rồi. À, hoàng kỳ đang cũng đúp ngon lành nha. Tiền ý tưởng đậm đà. Còn đêm lâm đường nữa chứ Tiền ý tưởng thấy gần rớ tới nơi Còn em lâm đường Sao xa vời quá Trời ơi, Em nhìn mày tình cảm vậy Đừng nói mày không nhận ra nghe Nhiều khi mắt người ta đẹp Nên nhìn ai cũng tình cảm nồng hậu vậy đó mày ơi Giả bộ hoài Chứ sao em nhìn tao nè Cảm ơn không có tí ti gọn tình nào hết trơn vậy Tại mày xấu quá mà Nhìn mặt mày ai cảm tình nổi Tấn công lẹ đi mày Thời cơ đang đến gần á Tao tình nguyện làm quân sư hoặc mo cho mày cài tình báo cho mày tìm hiểu xem nàng đang có bao nhiêu cái đuôi chặt hết đuôi cho mày nhào vô thấy không ê mày rảnh quá ha từ nay tao rút thằng hào ra khỏi dự án của mày giao cho nó nhiệm vụ mới là tìm địa điểm để mở quán cà phê ý tưởng và phương thức hoạt động cho nó ok trời ơi trời toàn nhận mấy chuyện khó nuốt không à làm nhiều tiền ít à... kỳ này chắc heo mình còn đói dài dài nè <laughs> chị muốn xin em thu xếp cho thằng hoàng nghỉ thứ sáu thứ bảy Chủ nhật tuần này chị biết công việc đang nhiều mà đề nghị em thì thì không phải nhưng chỉ có cách này để ba má chị vàng quà với nhau thôi chị nói sao em không hiểu vàng quà cho ba má dạo này không hiểu sao ba má hay giận nhau bề ngoài thì ráng như vậy bình thường nên thằng hoàng không biết vì vậy chị và chị hai tính cuối tuần này tổ chức đi đà lạt cho ba má thư giãn để có cơ hội làm quà với nhau nên việc có mặt của thằng hoàng là rất quan trọng em cũng biết ba má thương thằng hoàng cỡ nào rồi em hiểu rồi để em thu xếp công việc cho thằng hoàng đi dạo này công việc lu bu quá em với thằng hào phải lo đủ thứ mọi việc hết á phải chi rảnh tụi em đi cho vui bảo đảm với chị ba đứa em mà bày trò ba má hết giận liền à mà cũng có khi tụi em thu xếp giỏi sáng chủ nhật tụi em bay ra đó thôi lên chi <laughs> lên chi cho cực vậy ờ uhm, à, tại bữa đó mọi người đã về hết rồi uhm, à em thích quà gì chị mua về cho mua chi cho tốn kém chị ba mang sách chi cho cực khổ ở sài gòn thứ gì mà không có thôi chị đi làm đây để thằng út đến đây thấy chị không tiện em nhớ đừng nói cho nó biết chị đến đây xin em nha em biết tánh nó rồi đó <laughs> Chị yên tâm Vụ này để em lo cho ừ. Đúng là lấy vợ rắc rối tới già Như ba má tưởng tình cảm nồng thấm lắm Ai về tới già vẫn còn gây lộn Bởi vậy Sống mình là sướng nhất Khỏi ai kiến cò Muốn làm gì làm Mặc sức Độc thân muốn năm Đúng không Ta mà giống nhau Vậy à, <laughs> Nếu bên Lâm Đường đầu tư luôn chi phí in ấn brochure á, uh, tôi cảm ơn rất là nhiều. <laughs> tôi sẽ hoàn tất dự án ngay trong ngày hôm nay và ngày mai Hiền sẽ mang sai công ty cho Lâm Đường. <laughs> uh, tôi sắp phải đi công tác xa chừng 3 ngày. Uh, nếu bên Lâm Đường có yêu cầu công việc gì gấp á, uh, thì hãy điện thoại vào số máy di động của tôi hay là liên hệ trực tiếp với anh Hiền cũng được. Anh ta sẽ giải quyết thay cho tôi. <laughs> À không không, không phải cũng đi công tác vậy. Chuyện gia đình thôi Vậy à <laughs> Thật là tuyệt vời Cho tôi gửi lời cảm ơn ngài tổng giám đốc nha Và hẹn lại tuần sau giùm tôi nha Cảm ơn Lâm Đường nha <laughs> Hẹn lại tuần sau tôi nha Cảm ơn Lâm Đường nha Trời ơi <laughs> Liên hệ công tác mà giọng nghe ngọt như mấy lùi á Giọng mày bữa nay nghe thấy gớm Cái thằng lúc nào cũng ồn ào như nít Thôi đi thằng quỷ mày chọc hoài không đã hay sao lâm đường nói ngài tổng giám đốc muốn mời tụi mình đi ăn cơm để cảm ơn ý tưởng hay kìa ký hợp đồng xong rồi tính mày phải lo bổ sung dự án ngay trong ngày hôm nay đi phải hoàn thành trước khi đi đà lạt nha mày phụng mạng còn mày lo bán cà phê ý tưởng tới đâu rồi trời sao mỗi lần nghe công việc là tao chóng mặt quá ê ơi tao xỉu rồi <laughs> Cảm ơn Xuống ba Cảnh vật thì thơ mộng Không khí thì trong lành bà má làm sao mà không hòa với nhau được Thấy lòng phơi phới rồi phải không Lên đây ai cũng dịu lòng Cũng muốn yêu hết á Em ráng mà tìm người nếu không lẽ loi cho coi à. Đúng là lên đây là muốn yêu ai đó liền à Chị mới nghe ai nói muốn yêu vậy ta à, của ai nhận Chọc tôi hoài Dạ Thì mời bà vô mấy... trong Để hành lý tụi tôi mang vô cho Để con sách cho bà bà sách làm chi Khách <laughs> <laughs> sạn này đẹp quá đó, Còn chắc phải ngồi chút mới đi chơi đồ quá dạ. ờ, Để lên lấy phòng Ồ, vô tắm ừ. cái đó Ờ, ừ. 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 chào cháu ờ, ừ, gia đình bác, bác đang đã có cháu. Trong... bút phòng rồi à. bây giờ cho bác nhận ha dạ xin lỗi bác xin gì ủa? Ủa? anh tài em đi du lịch với gia đình Chào mọi người. Dạ, đây là anh Tài, trưởng phòng tài vụ trong công ty con đó ba má. Ừ, dạ, chào cậu. Dạ, con cũng đi với mẹ con. Ba cụ mà thấy hai bác chắc là mừng lắm á. Ở khách sạn này rất tốt và ấm cúng như ở nhà. Dạ, đây là chào ba cậu. má của Cái em. ăn toilet đó. không? Vậy rồi. Men dạ. lên. Còn đây là Còn tôi, ông xã. Dạ. dạ còn đó là em gái và em rể dạ. em gia đình hạnh phúc à, còn cái cậu mặc áo jean trắng mẹ hoàng đó chào dạ anh nhân vật chính nhân vật chính á dạ. xin chào cả nhà chẳng mấy khi mình gặp được nhau tình cờ như vậy mà vui tôi muốn giới thiệu cả nhà với mọi người nhưng rất tiếc cả nhà ra phố hết rồi hay là vậy cho tôi được phép tối nay mời cả nhà dùng cơm dạ cảm ơn cháu vậy tối mai tới phiên gia đình chúng tôi mời lại gia đình của cháu nghe <laughs> bắt đầu thuận lợi rồi đó vui 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 vậy là thứ tư tới chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng mua ý tưởng à không phải nói là dự án việc làm cho người khuyết tật anh hiền ha nói thật công ty chúng tôi rất vinh hạnh có được một đối tác là tập đoàn lớn như bên cô <laughs> nếu không có dự án của công ty anh thì em cũng mất điểm với sếp rồi à, nhưng phải công nhận lần này hoàng nghĩ ra được một ý tưởng thật hay dường như tiếp xúc và làm việc với lâm đường đã tạo cho anh ấy có một chút sức tác nào đó nên sự sáng tạo vượt lên ngưỡng bình thường ý anh nói là ý tưởng về dự án này là của anh hoàng nghĩ ra sao ừ <cười> <cười> vậy mà em tưởng của chung ba người hoặc của nhóm nào đó vì trong dự án chỉ để tên công ty Thông thường là vậy Riêng dự án này Chỉ có ý tưởng của riêng Hoàng thôi Tôi và Hào chỉ phụ trách việc Tìm tư liệu để thiết kế quầy hàng Hoàng là người giỏi nhất công ty của chúng tôi Tôi chưa bao giờ thấy anh ta làm việc mà hăng say đến như vậy Chắc có lẽ là cô đã hớp hợp anh ấy rồi Lúc nào tôi cũng nghe nhắc tới Lâm đường như thế này Lâm đường như thế kia Hoàng chưa bao giờ <laughs> quan tâm tới ai đến như vậy, ai à chết, tôi đã nói nhiều quá rồi, <laughs> mong cô tha lỗi cho. Nếu thằng Hoàng biết được sẽ là tôi chết. Thôi tôi phải về đây. Hẹn gặp cô vào tuần sau nha Chào dạ, cô. Chào anh. kia là gì Cậu anh? Út có điện không biết thoại nữa. hả? Có nói gì nào vậy trời? tin nhắn của cô Lâm Đường đó Đồ ăn giàu gớt ngọt Honey cũng là đồ, đồ mật ong á Sếp em đã đồng ý Chờ anh về để ký hợp đồng à. Ủa? cậu, à, à, gì vậy cậu? chôn rồi gì vậy, đã chôn rồi. Mà, Hả là mật ngọt là hơi li, tương là mật ngọt đừng làm là hơi li. <laughs> 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 dạ, già dạ. rồi mà giỡn vô tư như con nít. Nè 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 Ba la đó mà mày quay chi vậy con? Cái thằng cầm máy rồi đi quay tầm bảy giờ ba không à? Đưa máy cho thằng ba quay. Ừ. Đi đây. Ba la đây con quay ba cho, quay ba đây. Đẹp nha! Bên này đẹp rồi <laughs> ba. Quay được chết liền á! tôi giữ pin nè má má nhìn thằng hoàng kìa lên tới đây nó vui như sao vậy kệ nó vui á thì mới nhảy nhót vậy nó có vui á thì tối nay gặp cô em gái của ông tài thuận lợi hơn má thấy con chọn đà lạt có lý hay không ừ. lên đây nhìn thằng út ước ác đa tình hẳn gặp con gái xinh xinh là phải lòng ngay thôi sao chị không bàn với ông tài mời mình đi ăn trưa để tụi nó gặp nhau sớm hơn chờ tới tối lâu quá à. ừ. phải cho thằng út lang thang một ngày ở đà lạt mới ngắm nổi cô đơn cho nó nổi cơn thèm có một ai đó để tâm sự đã chứ tới lúc đó gặp nàng là nó muốn tấn công liền ừ. chứ gặp sớm quá chưa cà phê <laughs> Nói cũng Nói phải. Kỹ ghê phải dạ. công nhận nghe ông tài giả bộ mà cái mặt tỉnh khô suýt chút nữa là má phi cười rồi <cười> Không phải phòng đó ba, phòng này nè ba à, Ủa vậy hả? Dạ, dạ Đi má Bên này nè ba, không phải phòng đó đâu à, dạ. dạ. À, dạ, dạ. Qua ba má ngồi đâu má bên quá, dạ. Dạ. Qua bên này nè Ở à, đây đây, nè, dạ. ba má ngồi, ngồi dưới đây. đi Ở đây á dạ. dạ. Bà ơi, chù đau quá hả bà xuống đây, ngồi đi Ngồi đi con Nhà mình hăng hái ghê Người ta mời ăn tối, mà mình đến sớm hơn người ta <laughs> Không sao đâu, người quen không mà Giờ giấc mộng khớp vậy là có điểm chẳng lành rồi à, <laughs> tới, rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi Vì Vì xin mời. tối mà làm gì trịnh trọng dữ vậy à, chào anh. xin chào, à, xin chào. mời chào anh anh à. chị ngồi chào chị, chị. 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 Ừ. chị. ngồi ngồi đi dạ. anh ngồi ngồi

cô em cái duy nhất của con. Dạ. À, yeah. à, rất hân hạnh được làm quen cả còn gia đình. Dạ. Ờ dạ. Chú này hôm trước đụng xe của tiên với cô út nè. À, đợt, đợt. Vậy làm sao? Ủa gì bà? À, Ủa? Vậy? Hai sao người biết không? nhau rồi hả? À, Chú này là cho tiên với cô út lăn ra ngoài đường. Xe của tiên còn chưa lành nè. Trời. Chú này vừa chạy ngoài đường vừa hát lúc vô bệnh viện bị cô út tán cho cái bóp hả? cô tối, tối chuyện này thôi đã. bà Má ơi! bình tĩnh đi má tin coi em lặng được không trật tự con con à, nói gì kỳ cục à, vậy con đâu có đi ra làm ngoài gì sai đi đâu mà má đi nói con mẹ. con nói thiệt mà đi mà chỗ người lớn ăn nói vậy đó hả hư quá không khóa Má ừ. Lần này thua nữa rồi hai ơi Tốn công tốn sức hơn lần trước Lặn lội lên tới đây Ai về yeah. Làm sao mà chị biết được tụi nó từng quen nhau như vậy Đã dò la điều tra rất kỹ rồi mà còn Mà cái thằng út nhà mình á Gặp chuyện vậy cũng im ru giống nhẹm đi à Không thì đâu đến nổi Cái thằng này Quá cao số luôn rồi à. Má không chấp nhận chuyện cô ta dám tác và mặt thằng Út như vậy Má nuôi ba đứa con từ nhỏ tới lớn Chưa bao giờ má đánh đòn đứa nào Một cái bạc tay cũng không Vậy mà Mà thằng Út lỡ đụng chứ đâu có cố ý Hỏi ra bữa đó Thằng Út cũng đưa vô bệnh viện đàng hoàng chứ bộ Chắc bữa đó Sốt ruột đứa cháu bị té Nên cổ mới hành động như vậy Hôm nay trong bữa ăn họ cũng mắc cỡ Hai bên đã cố gắng giàn hòa rồi Quên chuyện cũ đi má Con thấy suốt bữa ăn thằng Út sượng sùng quê độ như vậy Còn có khả năng phát triển tình cảm nổi nữa hay sao ừ. Lỡ ra đây rồi Thì cả nhà đi chơi cho nó thoải mái Coi như có dịp du lịch chung với nhau Không quan tâm tới cô em gái nhà ông Tài nữa Về Sài Gòn á Má còn chỗ này con nhà gia giáo, xinh đẹp, tài năng, đang học cao học, lại là bạn cũ của gia đình. Thế nào thằng Út cũng chịu. Alo, chị hai hả? Tôi nghe nói tập yoga tốt cho cỡ tuổi tụi mình lắm. Ăn được, ngủ được, da dẻ đẹp ra, lại chống được bệnh tật. Tôi thích lắm, nhưng ngại không dám đi một mình nên điện thoại rủ chị đi cho nó vui Chà Kỳ này Hoàng nói tiếng không thua áo hậu lâm đường nha Hy vọng dự án này phát triển đâu Là tình yêu mày phát triển đó ha <laughs> Tao cũng không biết có được như vậy hay không nữa Nhưng mấy ngày nay tao và nàng cũng có nhắn tin qua lại Nhưng chủ yếu toàn công việc không à Nàng chịu bấm bấm điện thoại là có cảm tình rồi Còn công việc chỉ cần alo là xong Kỳ này mày phải mừng cú đấm này mới được Tao để rượu nha Uống gì mà uống hoài vậy Hôm qua mày đi ăn với ngài tổng giám đốc và Lâm Đường Sai bí tỷ rồi còn gì Hôm qua khác, hôm nay khác Mà sao tống rượu tao ra ngoài tao mua Đồ chung sò. So? Nguyên tắc là trong giờ làm việc không được uống rượu mà hiểu chưa Vậy lại trưa nay Tao phải qua bên phát hành Xem quyển ý tưởng số mới ra sao rồi Còn mày Lo quán cà phê ý tưởng tới đâu rồi Sao em ru vậy <laughs> Tao đã tìm ra được địa điểm Có một cái quán muốn sang Giá cả chấp nhận được nhưng tao vẫn chưa nghĩ ra cách thức hoạt động cho sơm tụ Vì những hoạt động ở đó phải khác với công ty mình chứ Phải có gì đó khác lạ để thu hút khách chứ Mày nghĩ không ra thì mày rao lên cho các nhóm sáng tạo nghĩ ra phụ Rồi chịu khó chi trả tiền cho tụi nó là đủ rồi À, ngày mai tao sẽ bay ra Hà Nội Xong vậy tao đi sân Tây luôn Ngày kia tao về Mày ở nhà chủ sĩ cuộc họp định kỳ hàng tháng Ủa, mày đi sân Tây làm gì? Tao đi gặp thằng bé học lớp 11 Nó chế ra một sợi dây phơi đồ thông minh Lúc trời chuyển mưa Dây phơi đồ tự thu vào lại trong sân Mày thấy hay chưa Nghe cũng hấp dẫn á Nhưng dây phơi hoạt động theo nguyên lý nào Nó dùng bộ cảm ứng để thu nhận đồ ấm Thông minh thiệt Nghe nói nó dùng phương pháp này Để chế tạo ra sân phơi nông sản thông minh Tao phải đi ra tận nơi nhà nó mới được Hình như nó không đủ kinh phí để làm công việc này coi chừng tụi mình phát động sáng tạo trong giới sinh viên là chưa đủ đâu sắp tới phải mời học sinh trung học về tham dự hội thảo sáng tạo nữa đó tao cũng nghĩ như mày hay là giao cho mày suy nghĩ luôn đi à tao nghĩ ra rồi trời ơi cuối cùng tao cũng phải thông minh chút chứ hồi nãy mày nói nhỏ sơn tây tính làm dây phơi nông sản ừ. nhưng thiếu tiền làm thí nghiệm phải không mày định cho nó tiền hả Tao vừa nghĩ ra cách thức hoạt động cho quán cà phê ý tưởng Hoạt động sao? Nói ra coi Nói ra mau đi ơi, Nó phụ ra nó rồi, ra, phụ ra Vô đây lại lên, phụ ra Thời tới cả không nổi yeah. Hay quá, hay quá Đang ra, đang ra Đang ra, đang ra Quán sẽ là nơi tập trung mọi người tới Vì những ý tưởng mới lạ thay vì treo trên trang trí ta sẽ cho gắn những tấm bảng thông tin ý tưởng đây 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 vàng xanh đỏ màu vàng là những ý tưởng cần được hỗ trợ màu xanh là những ý tưởng hoàn chỉnh ra bán màu đỏ là dành cho các đơn vị đặt hàng ý tưởng mới như vậy thì ai cần gì sẽ tự tìm kiếm ngay trong quán của mình nghe có lý, chúng ta có thể đặt một giải máy vi tính để cho khách hàng tự do thoải mái truy cập vào website của mình. Ha, à, hay quá, hay quá. Và các màn hình trong quán sẽ chiếu những hình ảnh hoạt động của các nhóm sáng tạo. Trời, ơi, tao phải chạy ra mặt bằng liền thôi. chị vậy, cần thế không? Đi vòng vòng suy nghĩ tiếp. Tao đang ra ý tưởng đang ra ào ạt đây nè, phụ du phụ như con thằng già đầu như con nít. Thôi kệ nó đi, lâu lắm rồi nó mới có ý tưởng hay như vậy đó. <laughs> Alo Cái gì? Ê, Ê vô đây Ủa? Nói ra quán mà Tự nhiên chạy ra đây nó hết phụt rồi Mày kêu tao ra đây làm gì đây? Điên chưa với tao Thôi, để tôi vô rủ thằng Hiền Ê Nó phát mình chết à Đối tác nữ hả? Ờ Ai vậy? Hai bé yêu chờ ngoài nhà hàng á Mà gặp mặt biết liền à Sáng giờ báo đăng hình tao con mày lớn nha mày em thấy mày em gọi điện tới tấp Tao sắp lịch muốn chết luôn Tao bớt chảnh đi thằng quỷ Bữa nay tao không hứng thú lắm Tao chở mày tới đó thôi nha Đâu bỏ rơi bằng bè xong à? này mày dở chứng nha Hay mày lặm lâm đường quá rồi ừ. Hồi nào giờ, cho anh giờ Trong ba mình Chỉ có anh Hiền là thù ghét phụ nữ Nên không thèm đi chơi Chỉ còn tao mày Chẳng lẽ mày tính bỏ rơi tao lẽ loi mình sao Thôi được rồi Bây giờ mình đo kế hoạch Tao mày rủ em Lâm đường ăn chưa à, Chắc người ta không nhận lời đâu Không thử sao biết được Mày ngại để tao Thôi đừng gọi Để tao đi ăn chung với mày rồi chết nhát Thích mà sợ kìa Hết tuần này mày không nhúc nhích Tao cô Lâm đường đáng chịu Cho mày thời hạn hơn nha Lúc đó đừng trách Tại sao tao điệu cá Bà có dặn kỹ với bà Tân là mình đứng chờ ngã tư này không? Ừ, dặn rồi mà Bà Tân có nói với bà đi bằng cái gì tới đây không? Thì không xích lô, cũng không đeo ôm, hay taxi gì thôi Bà, công nhận bà sướng nhất á Đi đâu cũng có Linh Lan làm tài xế <laughs> Bà biết chứ Bởi vậy cả nhà ai cũng thương cũng quý Linh Lan Coi Linh Lan như con như cháu trong nhà đó con biết chứ bộ Hồi đó đó Con bị lạc Không nhờ bà thương Bà đem Linh Lan về nuôi Cho Linh Lan ăn học đàng hoàng Không biết cuộc đời Linh Lan sẽ đi về đâu nữa <laughs> Tại Linh Lan Thần kinh không có bình thường Lúc nhớ lúc quên Làm cổ bà Thôi 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 Cái mặt nhăn nhăn Sắp khóc rồi đó Không có khóc ngoài đường nghe Sao khóc được Linh Lan mà đây là hình ai như chị Tân, phải chị Ê, Tân không? Ê, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chị Tân, chị Tân, cô Tân, cô Tân, đây nè, à, chị Hai, chào chị, chào chị, chào, Subi đây phải không? Dạ, chào bác, chào lớn quá, xinh đẹp nữa, đi một mình chắc bác nhận không ra. Lại còn dành thời gian đưa mẹ đi đăng ký tập yoga nữa. Chị thiệt là có phước. Có con gái hiếu thảo quá trời. Dạ, ở đây cũng tiện đường con đi học. Nhưng khi về, mẹ con phải tự đi một mình rồi. Ban ngày nhìn trẻ hơn buổi tối nhiều ha bà. À, ý nó nói là nhìn con trẻ hơn à. nó nhiều. Linh Lan năm nay cũng 33 tuổi rồi. Vậy là Subi lớn hơn một tuổi rồi tôi nhớ không lầm thì cả hai chị em nó đều nhỏ tuổi hơn mấy đứa con của chị đó. Thằng Út tôi năm nay cũng 36 tuổi đó chị. Còn nhớ anh tên Hoàng, rồi chị Hà, chị Hằng. Mọi người vẫn khỏe chứ ha bác. Cảm ơn cháu, mọi người vẫn khỏe. Cậu Hoàng chưa có vợ. Uh -huh. Nó lo đi làm nên chưa tìm được ai. Thời bây giờ, tụi nhỏ đâu có chịu lập gia đình sớm uh -huh. như... Hồi đó tụi mình phải không chị <laughs> Hai đứa con gái của tôi cũng vậy nè Má này Thôi mình vô đăng ký đi chị Dạ Để Subi đi học kéo trễ Dạ Con về nghe má à. Tôi bác con về à, Đi chị Lát con rước nghe bà à, Ờ Subi đi học lên thạc sĩ âm nhạc phải không chị Nó rảnh rỗi ban ngày cũng không biết làm gì